đấy, nhà bên Bạch Mã TV là sản xuất được ra một em ngựa hàng siêu cưỡi, siêu phần, siêu to. Con này nặng tầm 3 tạ 2 nhé, cao 1m4, từ 1m38 cho đến 1m45 nhé, siêu to siêu khổng lồ, hàng sờ được nhé. Đấy, con này hàng sờ được các bạn nhé, vuốt ve thoải mái, vuốt ve thoải mái các bạn nhé. Đấy, con này vẫn còn trẻ các bạn nhé. Đấy, răng này vẫn chưa đổi răng, chưa thay răng các bạn nhé, chưa cả hai răng. Đấy, chân tay móng vuốt cực kỳ đẹp luôn. Đấy, móng ăn như này mà móng này thì cưỡi phi thì không phải suy nghĩ đâu. Đi móng sau thế này. Đấy, móng sau đẹp nhé. Đấy, móng sau đẹp. Cực kỳ đẹp luôn, chân tay móng vó đẹp, trưởng ngựa nhé, cao dài. Đấy, chỗ kia nó đang bị sắt một chút, không lỗi nhé, ngựa trắng bông luôn, to đẹp khỏe, không chê vào điểm nào nhé. Bầm này các bạn về nuôi dài ra là đẹp nhé, còn bầm lông đuôi kia thì ok rồi, lông đuôi thì hàng ngựa trẻ này nó chỉ dài được như kia thôi nhé, lông đuôi thì là lông đuôi xoăn. Mắt này là mắt kiểu mắt phần được này. Đấy, bảo gì nghe đấy nhé, mắt tây rất chi là phê luôn. Sờ mắt đây các bạn nhé, cực kỳ là hay luôn. Đấy, mà môi miếc là hồng rực luôn, cực kỳ hồng luôn nhé. Đấy, sờ thoải mái, vuốt ve thoải mái các bạn nhé. Ngực nở, đây, ngực nở đây, các bạn xem ngực nở nhé. Đấy, đặc biệt con này không lỗi khoáy gì luôn, đẹp. Ngựa tuyển thì ngựa tuyển cưỡi, các bạn phải tuyển loại này nhé, cao là từ 1m4 đổ lên nhé, cực kỳ cao luôn, không chê điểm gì. Chân tay móng vó đây, chân sau đây, đây móng sau đây nhé, móng sau cực kỳ đẹp luôn. Cho đi lại. Quà cần cổ là dày nhá, cần cổ dày. Đấy, ức trước dày. Vai cao nhô. Dài ngựa.